cá này các bạn. Nhỏ, nhỏ, đã. Đường lên hàng. Quá rồi, quá rồi, quá rồi. Chép quá. Dạ 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 dạ. Quá. Chào các bạn, hôm nay mình với bạn Cường đi câu cá nha. Cường Bùi, Facebook là Cường Bùi. Điểm câu vẫn quen thuộc, ngẫu cái chép cái mè mình cũng hay câu này mà. Nên mình câu cá nha. Mồi câu thì như cũ, điểm câu như cũ. Đây, đây cách cầu Mỹ Thuận không có xa. Ở đầu cồn bỏ xuống hai dải bè là tới các bạn. Bên kia cũng có một đồng đội đang câu bên kia. Rồi, giờ các bạn đợi kết quả với mình nha. Cá ăn này các bạn. Ăn lắm. Nhẹ nhàng. Đánh rồi. Một cặp ấy rồi. Dẫn mà mạnh bạo quá. Vụ xảy tim con ơi. Đi em, lần đầu là cặp nha. Ngon lành. Trường dính cá nữa. Quá. Chỗ cá hôm trước mình câu nè các bạn. Dẫn tiếp. Đi câu cá dẫn thì cũng Cường. Nó phải lắm. Tiếp. Cá này các bạn. Nhỏ, nhỏ. Đã. Gì đấy? Ô, Diêu Hồng. Diêu Hồng mất dẫn luôn ghê. Dính Diêu Hồng luôn à. Nên mình câu dính cho mấy trong bè nha. Câu bây giờ làm chứng nè. Gì cơ? Dựng lưới. Cá bự không? Quá. Công tác đang gỡ các bạn ơi. Cái này là kéo thôi. Dẫn tiếp. Đây mình câu lăng xê với ngò bốn nha các bạn. Ngò thì vẫn hai cám hai bánh mì. Thế là câu tiếp thôi. Chúng ta lại tiếp nào. Tất cả lại ra lại mà tóm. Mình đi câu cá đây. Ừ.
con gì đây? Sao giờ? Con này có bụng mấy tháng rồi thầy. Cái trứng nhóc chẳng quá. Cắt ra. Có cá là vui nha các bạn. Bự thì tốt mà nhỏ cũng không sao. Được kéo cá là vui. Con làm à, vô rồi mình đợi tiếp nha. Cá mới ghẻ các bạn. Đó, dính, dính nè. Dính nè. Dính nè. Dạ quá. Chép quá. Dạ 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 dạ. Quá. Quá trời. Đã. Quá đã. Rồi đấy nè. Đấy còn là bự à. Vô trong đây là mê liền. Chết chết thì vô cái chỗ nước chảy yếu một chút. Sáng rồi đợi nó. Sáng rồi đợi nó nè. Cái bò chép à. Ơi khó gỡ quá vậy. Được rồi. Quá trời bự chứ. Quá đã các bạn ơi. Trời ơi. Rồi vô gặm. Tên Tam. Tam mà tép. Cá út. Lăn nữa hả? Em nói chung là dính cá. Béo lắm à, mấy con nó béo lắm. Cá này mà. Đúng rồi. Chết rồi này. Đây à. Au. Làm quá. Chết 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 chết. Lúc này mình từ này dẫn mình chuyển qua muốn gần như chiên chép luôn. À, ngon lành vô rộng thôi thôi cá này các bạn ơi. Dẫn cầm ngoài dính tới kìa. Ô bự à. Để dính này các bạn. Theo cái độ gãy. Rồi cặp bự. Rồi sấy rồi. Nó tròn tròn. Tiếp tục là dành. Đây cá ăn mà. Mà tháng 5 ăn con, tháng 10 ăn con. Nó đứng lớn cái cá chậm gì. Im im. Hai câu liên tục. Không. Cá này là nào. Sơn ghê rồi, sảy rồi hay gì vậy. Trời ơi. Hết chỗ nổi rồi.
kéo mấy phát nó mệt rồi. Đây, dẫn lăn xe cho xuống tiếp. Nhìn cái này này. Trời ơi, dính tùm lum lưỡi luôn. Hết 6 lưỡi luôn. Anh xe 6 lưỡi dính. 6 lưỡi. Càng kia dính rồi các bạn. 2, 3, 4, 5, 6 lưỡi. Vô rộng. Vô rộng. Kéo tiếp càng này nha. Càng liên tục. Thấy gì nhớ tay à? Sấy à? Sấy xoay. À, chúng ta đợi tiếp thôi. Im. Dính chưa? Còn nhẹ đó. Nó còn đó. Dính rồi. Cái nhỏ không? Dính rồi. Nhỏ quá nhịp được phát hết sức. Dẫn sao dẫn gì mà cỡ lắm kéo không có nổi. Vô rộng êm cái đại tiếp rồi ha. Cương lên cá. Lên cá bự bạn ơi, bự à. Bự à? Dảnh bự à. Dạ không. Trời. Đánh giỏng luôn. Đánh giỏng. Lên hàng bạn ơi. Ngon lành. Đứng đứng mà cá ăn là giỏi lắm rồi đó. Rồi đợi tiếp đi nha. Đường lên hàng. Quá rồi, quá rồi, quá rồi. Chép. Trời ơi, bị ghẻ kìa. Xui vô nữa. Lâu lâu có một em à. Bị ghẻ không đi nha bạn ơi. Xui cho cường. Lâu lâu chứ anh chẹp gì vậy? Tội nghiệp nhau quá. Tiên mới đổi cho mới về ngon. Để tiếp theo. Bây giờ chiều các bạn ơi, giờ anh em tôi thu dọn về. Giờ tiếp tiếp một khoe cá nha. Ai trước? Cường trước đi. Rồi, đây cô hàng các bạn ơi. Thành quả từ sáng tới giờ. Coi được nhiều quá trời nhiều nè. Đủ loại. Chép, dảnh, tra, út. Ngon lành. Tăng luôn. Hả? Cái lăng. Ờ, cái lăng luôn nữa chứ. Rồi, quá đã. Giờ tới mình nha. Này, tới mình. Nhiều ít đây. Mình thì ăn tiền chó chết bự. Kiểm tra chép nhỏ, cá dẫn để chép bự nha các bạn. Quá đã. Ngon lên. Đi đi. Rồi. Giờ mình dọn về các bạn ơi. Tạm biệt các bạn nha. Gặp các bạn ở clip sau.